ăn vậy đó. Đây là mấy đứa cháu lâu năm nó đột nhập vào đây, nó chờ lì xì. Rồi mấy đứa lâu năm, mấy đứa cháu lâu năm, già lâu năm nè. Đây là đầu xuân mùng 1 Tết, là gia đình theo truyền thống. Rồi tiếp theo, bà chúc lại má. Bà chúc lại, người ta cho bà chúc lại. Rồi tiếp theo anh thứ ba. Thứ ba đâu? Bắt đèn lên coi anh sao. Bên đây luôn, bên đây luôn. Rồi đây chị ba. Ừ. Rồi đó. Rồi thứ tư. Thứ tư điện thoại lên. Rồi đây gia đình thứ năm. Đấy, hai chồng lắm đẹp nha. Rồi tới thứ sáu vô. Rồi đây anh Sáu nha, Nam Mô Đà Phật. Rồi tiếp theo. Đây. Tới anh Bảy. Đây tới anh Bảy nha quý vị. Rồi đây đấy chính nè. Rồi lấy cái bánh rồi sao mà mỗi đứa cho bà cho cái bánh lại đặng có cái lọc gì đó. Ờ nãy giờ một cái bánh thôi, một cái đứa một cái. Ờ lấy cái lọc. À, lấy cái bánh. Đây. Đó, cha có tiền không đó kìa. Dày quá dày, cũng không phải dày quá dày à. Đây. Rồi mấy đứa cháu nè. Mấy đứa cháu vô đặng cho bà ngoại lì chúc Tết cho con nè, mấy đứa nhỏ. Con Hương. Con Hương nè, Hương vô nè. Rồi Hương vô. Đây Hương là cháu ngoại thứ hai. Vô luôn, vô luôn. Rồi lấy cái bánh, cái lọc của bà ngoại. Rồi vô thứ ba tiếp theo. Rồi gia đình của thứ hai. Cháu ngoại. Rồi. Rồi. Rồi cho cái bánh nè, lấy cái lọc. Ờ cái lọc của bà ngoại. Mấy đứa cháu ăn mạnh giỏi, học ngoan. Rồi, lấy cái bánh cái lọc của bà ngoại.
À. Đây quá đông quý vị ơi, đây là gia đình nè. 10 năm nữa là đứng rồi tới ngoài sân luôn hiện giờ. Đây. Ngồi đàng hoàng con, đứt ra ra con. Đứng ra đi con, sắp mặt lại con vô đây là ngồi với bà ngoại thôi. À, năm cũ qua năm mới. Con chúc bà Cốc. Đây bà Cốc rồi quý vị. Dạy sự gì? Gia đình hạnh phúc. Đây đây bà Cốc. Rồi. Học giỏi, thông minh, mạnh khỏe, học giỏi. Rồi. Đây. Rồi. Gì hả? À, là gì bà Cốc ơi. Ờ, dữ dội ha, quá dày à. Rồi. Bánh tay lại cảm ơn bà Cốc. Rồi. Rồi, ô mình nha, hai tờ luôn rồi má ơi. Rồi chúc cho mấy đứa cháu là khỏe mạnh, học giỏi. Cảm ơn hai con. Đâu mặt ẻo ẻo. Rồi. Rồi còn ai ngoài không, mời vô luôn nè. Rồi tiếp theo. Rồi nằm xuống. Rồi. Tặng cho cái bánh đi, cái lọc. Rồi đây cái lọc của bà Cốc. Cầm đi con. Rồi. Có thật nhiều sức khỏe ở bên con cháu. Ok.
Rồi lấy cái lọc. Rồi bây giờ bắt đầu tới rồi mấy đứa cháu xếp hàng lại nè. Rồi bây giờ quý vị sẽ mấy đứa cháu xếp hàng lại. Xếp hàng lại luôn, xếp hàng lại luôn. Hôm nay quá nhiều rồi. Sản xuất quá đông rồi. Rồi. Rồi, đây là mấy đứa cháu của quý vị. Anh hai, đây là anh hai đầu tiên sẽ lì xì cho mấy đứa cháu. Rồi kính mời anh hai. Anh hai bắt đầu vô từ đâu qua đâu? Đây anh hai. Rồi đây nè. Đây. Nè nè nè. Đó. Hey. Rồi, cái bóp này chắc teo ma luôn. Rồi. Cảm ơn Thanh Thai, cảm ơn Dương Hai, chúc cho Dương Hai năm mới là bình an. Mạnh khỏe. Rồi. Ai mà chân? Mấy đứa này. Mấy đứa này làm quá mạng mấy đứa này. Cho ông đổi đi. Cho đây cái tiền thối. Quá là cho cái anh hai cho hết tiền luôn về. Mấy đứa này ăn gian qua bà phụ mạng. Cho đàng hoàng, cho có tủ đàng hoàng chứ đâu có để sao rồi. Rồi. Chị ba vô đi. Rồi tới chị ba. Rồi nè, chúc cho ba nè, được bình an, mạnh khỏe. Anh ta cảm ơn. Vừa đóng kêu quanh nó ra. Leo sớm vô. Trời ơi. Ừ.
chia không được, thằng Hải lại chia đi Hải ơi. Đây. Quanh. Nó lãnh trước. Rồi. Rồi tới anh bạn anh Sáu đây. Rồi tới Sáu nè. Rồi khoanh tay cảm ơn người Sáu. Rồi cảm ơn chúc rồi cậu Sáu. Lê lẻ ra vô vô. Cảm ơn không đủ mà nhiều lắm đông lắm 20 không đủ đâu rồi cái rồi khúc sau thì chạy tới đi bay nó không gì sao không đủ rồi phát hiện rồi cái đứa đạn vàng quá, ăn vàng rồi đó nè. Rồi cảm ơn đồng hành tay lại anh tay lại cảm ơn lao mới được gì á. Rồi bắt đầu.
Rồi tới giờ năm, tới giờ năm. Thôi chạy. Ôi đang còn thấp, đừng đi thằng lại. Quá sức rồi. Đây bóc lột quá, bóc lột rồi. Mấy đứa được quá bóc lột rồi. Rồi. Điểm còn bao nhiêu đứa không đấy? Điểm bao nhiêu? Đằng sau nó lóng nhóm dữ Hải ơi. Quá lóng nhóm vậy là Hải Hải không phải lớn đó. Ông nội 21 lần. Tiền này là tiền giống như của bà chú xứ vậy. Được nha. Rồi vô. Cảm ơn. Chúc năm mới đồ con. Ở sao tới đó là ngưng lại? Ủa sao lý do trục trặc hả? Tiền còn tiền mới nãy 5.000 nó phát cho mấy đứa luôn đi. 5.000 tiền mới á, có để dành cái lọc. Đây, đây, đây lấy tiền mới để tôi phát nè. Rồi. Cái đó
rồi chị ba. Rồi chị ba. Chị ba. Ở đứa xin hàng đi mày. Nhìn cho ngõ cái được. Nhìn cho ngõ đó. Nó lạc nạc cái đội trắng đó. Nó lạc nạc cái đội trắng đó. Rồi bên đây trước đi. Bây giờ không xài nha. Cái này cái lọc, cái lọc. Chưa chân niệm Phật rồi. Cái này ở đằng đó chưa chân niệm Phật rồi. Nhanh đây, nó sợ thiếu tiền niệm Phật bên đằng này dữ lắm rồi nè. Mấy đứa này khỏi kêu. Cái này quá hư rồi. Quá này quá rồi, khỏi cần kêu. Bây giờ đi tiền mà đem phạt cái này. Không có 5 ngàn mới đâu. Hết rồi. Mới hả? Có tiền mới á. Tiền mới có tiền mới. Rồi thôi hết rồi. Nhỏ cuối cùng kìa. Rồi thôi hết rồi thôi. Ui, còn hai cái bụng bầu nữa kìa. Thôi hết rồi. Nè. Là cái tiền mà mới có được cái nữa. Nó chết nhiều lắm. Thằng nó đứng ngồi kêu đó hả? Đây là mấy đứa cháu lâu năm nó đột nhập vào đây. Nó chờ lì xì. Rồi mấy đứa lâu năm, mấy đứa cháu lâu năm, già lâu năm nè. Môi đồng phạt con. Làm gì đó Đức? Cô Dương cái này nè, ông này đứng đây nè, đưa luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi vẫn còn dư. Rồi đây vẫn còn dư. Rồi dư vốn dư lời luôn ha. Không lộ vô. Cái đứa này nó tính quá tính nè. Cảm ơn con. Thưa quý vị, là một đại gia đình mà từ xưa đến giờ ít có gia đình nào mà được đông như thế này. Đâu đâu mình đếm thử coi, bên đây đếm qua coi. Rồi, 1. Đứng bên đây 24, 25, 26, 27, 28,
8, 8 9 nè. 30. Thằng này đếm giùm. Rồi. Còn 3. Điểm mày điểm tao 4. 4 lòng. 36. 38, 39, 40. Số 3, 44. Thằng thiếu nữa, thằng thiếu nữa. Thằng nhỏ nít nữa. 45. Rồi đứa này đếm luôn. Đứa này đếm luôn, 47. Rồi. Ai tôi đó là 48. 50. Rồi. Là 50, một gia đình là 50. Bà hẹn 10 năm sau là thêm là mấy chục nữa. Rồi, chúc cho bà con năm mới luôn luôn bình an, sức khỏe.